CD125 thì ở Việt Nam thì nó là một cái thương hiệu gì đó là hoàng tử đen. Cả các loại xe hiện có ở đây đang dao động từ giá 230 triệu đến hơn 400 triệu. Thời gian vừa qua là trước ngày 15 tháng 8 là một trong những cái kỷ nguyên mới của anh em làm xe cũ nói chung và làm xe cổ nói riêng nha anh chị. Thì sau 15 tháng 8 thì các cái điều khoản nó thay đổi hết đó. Và những cái con xe cũ như thế này để mà nhập lại nó rất chi là khó khăn nha anh. Thì đợt tới em sẽ ra mắt cho anh chị hơn 20 con xe nữa nha anh chị. Không có một cái định mức nào về những cái con xe cổ này hết cả. Ví dụ như con xe này bây giờ trên thị trường không có ai định mức là nó bao nhiêu hết á. Trong pháp luật hay là trong một cái chung nào đó, trong mình nói một cái chung nha anh chị, không có một cái định mức nào hết. Chúng em bán giá thì căn cứ theo cái tình hình, tình trạng của xe và giá thị trường lúc đó thôi nha anh chị. Đó. Bọn em làm thì làm sao mà để tối ưu nhất cho khách hàng thôi. Nếu mà nhập không được thì chúng em sẽ hoàn lại tiền cho anh chị, hoàn lại tiền cho anh chị. Đúng là cái con xe này họ chỉ làm để mà sinh ra để đua thôi chứ làm gì đâu anh chị. Để đua là kỷ niệm chứ tính toán gì về tiền với những con xe này nữa. Xe này giờ đang giới hạn rồi anh chị. Honda CD125 GA03 đời 2001-2002. Xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Xế Cỏ Trường Vlog ạ. Dạ thì lần tiên em xin gửi lời chào lời chúc sức khỏe đến quý cô chú và anh chị ạ. Thì hôm nay em đang có một cái dàn xe CD125 nha anh chị. Đó, CD125 thì ở Việt Nam thì nó là một cái thương hiệu gì đó là hoàng tử đen rồi nha anh chị. Honda CD125 này thì được nhập về Việt Nam từ năm 1977 nha anh chị. Và sau đó là ngừng sản xuất đến năm 2002. Thì hôm nay em sẽ ra mắt cho anh chị một số sản phẩm bên em. Là đầu GA03 hết anh chị. Bốn con xe này GA03 nó là từ đời 2001 đến đời 2002. Và sau đó là có một con xe Dream 50 là bản sản xuất thương mại nha anh chị. Xe Honda Dream này á thì có ở trên thị trường của Nhật Bản là từ năm 1995. Đó, xong sau đó là đến năm 97 là bắt đầu là năm 95 á là ra mắt là bên nội địa Nhật thôi nha anh chị. Xong sau đó là năm 97 98 thì sẽ ra mắt quốc tế nha anh chị. Đây là một trong những con xe là khá là hiếm nha anh chị. Đó, cái con xe này này khá là hiếm. Đó. Thì CD của em thì hiện nay là đang dao động từ giá 230 triệu đến hơn 400 triệu nha anh chị. Tất cả các loại xe hiện có ở đây là 230 triệu đến hơn 400 triệu. Đó, 400 triệu là những cái con xe mà cả biển số đẹp nữa. Bên này là có một cái con xe biển số đẹp. Đó. Thì thời gian vừa qua là trước ngày 15 tháng 8 là một trong những cái kỷ nguyên mới của anh em làm xe cũ nói chung và làm xe cổ nói riêng nha anh chị. Thì sau 15 tháng 8 thì các cái điều khoản nó thay đổi hết đó. Và những cái con xe cũ như thế này để mà nhập lại nó rất chi là khó khăn nha anh chị. Đó. Là người ta bên chỗ cơ quan chức năng khi mà nhập về họ yêu cầu là cần phải có cái giấy xuất xưởng nha anh chị. Giấy xuất xưởng không thì những cái con xe mà nhập về thì sẽ là giấy trích văn bản anh chị ạ. Giấy trích văn bản đó. Giấy trích văn bản, ví dụ như anh chị nhập một lô xe này á và anh muốn mua cái xe này từ năm 2000 đi thì là anh trích ra một con xe này là ở là có là cái con xe này có nhập về nha anh chị. Nên những cái giấy tờ đó bây giờ tìm rất khó, mà không có giấy đó là không thể nhập được nha anh chị. Thì sau đó là chúng em đã hoàn tất hồ sơ những cái con xe này để mà làm đầy đủ các hồ sơ anh chị. Đây hồ sơ xe này anh chị. Đó. Hồ sơ xe đây, tất cả đầy đủ hồ sơ xe. Em rút hết về rồi anh chị. Em rút hết về để mà anh chị bây giờ chỉ việc về anh chị nhập thôi anh chị. Một số con thì biển số Sài Gòn á thì các anh chị một số con biển số Sài Gòn thì các anh chị em chỉ rút tầm 2 đến 3 ngày là các anh chị sẽ nhận được. Ví dụ như những con này đây. Đấy. Đây tờ khai nhập mậu dịch anh chị, từ những năm nào đây? Để em xem con này từ những năm nào đây. Năm 79 nha anh chị. À đâu không phải, chứng minh là năm 79 rồi. Ký ngày bao nhiêu đây? Khải quan cửa khẩu. Năm 93 nha anh chị. Đó, những cái con này là từ năm 93 này, giấy tờ năm 93 này nha anh chị. Thế là mà chúng em vẫn phải tìm lại để ép plastic lại nha anh chị, để nhập khẩu vào nhé. À để cho cán bộ mà khi mà nhập hồ sơ vào là cán bộ có những cái giấy tờ này cán bộ cho nhập nhé. Nếu bây giờ những con xe thanh lý đó mà không có hồ sơ thanh lý thì cũng không thể nhập được đó. Trong đây bọn em kèm hồ sơ. Thì đợt tới em sẽ ra mắt cho anh chị hơn 20 con xe nữa anh chị, hơn 20 con xe CD nữa. Đó. Thì hiện tại bây giờ bọn em đang cũng có rất chi là nhiều xe CD để nhiều sự lựa chọn, nhưng mà hôm nay thì em sẽ quay sơ cho anh chị về một số xe hiện tại bây giờ đã ra hồ sơ, ra tên rồi anh chị. Đó. Thì đây là một con GA03 nha anh chị. Đó. Con này là đời 2002. Mời camera lại gần đây một xíu để quay cho anh chị xem. Con xe này là đời 2002 nha anh chị. Con xe này thì là khá mộc mạc đó. Cho anh chị nhìn chưa? 2002 nó khác các đời khác là nó có bộ xử lý khí thải này anh chị này. Đó, nó bộ xử lý khí thải đó. Đó, bộ khí thải thì với cả ống bô nó phải liền đấy anh chị.
này ống bô ở dưới này nó phải liền này đó, ở dưới nó có cái ống bô nó phải liền vào đó. Con xe này cũng khá là đẹp đó, đồ cũng liền lạc. Hiện tại thì bây giờ cái con xe này bây giờ em đang bán giá là 230 triệu anh chị. Giá hiện tại bây giờ mà một con đầu GA03 như thế này thì cũng khá là dễ thương nha anh chị. Đó, GA03 hiện tại bây giờ bộ giấy của nó không là hơn 100 triệu bộ món anh chị, hơn 100 triệu rồi. Nên vậy cái con xe này với em cảm thấy thôi, bản thân em cảm thấy là giá cực kỳ hợp lý nha anh chị. Đó. Xe thì em sẽ giao lưu là theo tình trạng xe như thế nào, em quay như thế nào là sẽ giao về cho anh chị y xì như thế nha anh chị. Đây. Đồ gì này lỏng quá, để lâu quá lỏng quá này. Yên niếc rồi, sau múi này đẹp này anh chị. 230 triệu con xe này. Đó. Còn đây, con xe này nữa là 255 triệu nha anh chị. Vào nguyên một con GA03 luôn. Đó. Nguyên một con GA03. Đầu là con này là đầu 13 nha anh chị. Đó, đầu 13 đời 193 nhưng mà nguyên một con xe là GA03. Sườn thì có sơn lại anh chị. Sườn lốc là zin, tất cả xe bên em là sườn lốc zin hết anh chị. Con này nó có cặp cánh bường khá đẹp này. Sườn lốc là zin hết. Không có đục đẽo anh chị. Em là không có bán xe không giấy nha anh chị. Trước là em quay ở bên cái clip xe bên Campuchia thì em chỉ quay cho anh chị xem thôi chứ không có bán xe không giấy. Đó, như những cái con này á, nó lại giá trị ở những cái yên này này anh chị này. Đó. Những cái yên này giá trị này, yên này mất mấy triệu cái yên này rồi á, chứ không ít đâu. Này. Đó, cái yên này mất mấy triệu rồi này chị này. Đó. Chứ không rẻ cái yên này anh chị. Cực kỳ mắc à. Rồi, tiếp đến, đây là cái con GA03 211202 đây nha anh chị. Con này thì nó được cái đặc biệt một cái á, là nó có cái biển số đây nha anh chị. Biển số là 8-4-9, đó. Con xe này hiện tại bây giờ á, nếu mà em bán kèm cả biển số công chứng cho anh chị nha, cả thùng, cả bừng nguyên xe, có cả kính, tất cả xe phải có kính soi nha anh chị. Nếu mà các anh chị mua nguyên một cái xe công chứng cả cái bừng này, biển này, thì là 480 triệu. Còn nếu mà để em lấy lại biển này á, thì xe này là 390 triệu giấy tờ rút gốc sang tên nha anh chị, không kèm biển số nha anh chị, 390 triệu con xe này. Xe này rất chi đẹp, như cái cặp thùng này á, là bây giờ cũng phải tầm hai mấy ba chục triệu này, đó. Cái cặp cánh bừng kia á, thì cũng phải 5-6 triệu rồi, đó. Nên thành ra nó cũng phải ba mấy triệu của em rồi, riêng mỗi cái đoạn phụ tùng xe không ấy anh chị, đó. Nên con này là thiếu mất cái yên nữa này, đó. Thế thì em sẽ thêm cho anh chị cái yên, lắp cái yên vào cho con xe này, đó. Giá thì em có ghi hết ở trên đây nha anh chị, đây này. Như cái xe này này, 255 triệu này, đó, em ghi ở trên này 255 triệu, không biết anh chị có thấy không này. 255 triệu này anh chị thấy không? Nó hơi mờ tí anh chị. Giá em ghi hết ở trên đây, đó. Con xe này á là con xe mộc nha anh chị. Xe là xe thanh lý. Xe thanh lý, tất cả xe thanh lý sang tên hết anh chị. Xe này xe thanh lý chưa dọn dẹp gì hết. Đây này, để thanh lý thì nó bị rỉ đây này nha anh chị. Đây này. Rỉ đây cũng chưa có dọn dẹp gì hết này. Đó. Rỉ này anh chị này, anh chị nhìn rỉ hết xe này. Rỉ hết xe. Kinh khủng lắm. À, thì con này chưa có dọn dẹp gì hết. Giá của em đang bán là con xe này là 280 triệu nha anh chị. Em sẽ thay cho anh chị cặp phục trước này nha anh chị. Về cặp phục nó mới hơn, đẹp hơn đó. Cặp phục mới hơn, đẹp hơn để cho các anh chị đi. Còn đây này, cái con xe này thì đúng là siêu phẩm hiện tại bây giờ anh chị. Cực kỳ siêu phẩm đó. Đó, siêu phẩm cực kỳ đẹp nha anh chị. Con GA03 này, đời số khung số máy zin này nha anh chị. Đây, em cho anh chị coi cái số khung số máy của nó này. GA03 đây anh chị. GA03 đó. Anh chị thấy chưa? GA03, em sợ cái ngược đây, em quay ngược lại bên này cho anh chị nhìn lại đó. GA03 đấy anh chị, em che cái đầu số cuối để em bảo vệ cái quyền lợi khách hàng em thôi. Sợ là bị lấy cái số sườn số máy của mình á, bị đi đục đẽo anh chị. Nhiều anh chị bảo em sao mà xe nó giọng nó kêu vậy thì thực ra cái mic này em đặt nó sát đây nhỉ. Nó sát vào trong cái máy luôn á, nên các anh chị nghe được cái tiếng rõ mộc mạc nhất. Đôi khi á, ở nhà các anh chị mở loa to lên á, nghe còn rõ hơn là cái việc em đứng. Em đứng từ đây nghe được cái máy, bởi vì em đứng đây nó còn xa, cái loa nó phóng to ra, em về em thu âm này, cái mic này anh chị, em đưa nó gần cái máy cho anh chị nghe luôn á. Đó. Hai trăm năm mươi lăm triệu. Xe này đã hết pin rồi. Ôi còn số. Ừ. 255 triệu xe này nha anh chị. Anh chị nghe tiếng máy ok không? Đây, siêu phẩm. Em này siêu phẩm.
480 triệu bao gồm cả giấy tờ. À, bao gồm cả biển số, nếu mà không biển số thì là 390 triệu nha anh chị. Đó. Vừa rồi cái cặp thùng nó kêu anh chị, cặp thùng nó bị kêu á. Tất cả cái xe bên em á, khi mà các anh chị mua thì em sẽ thay nhớt mới hết cho anh chị. Và sau đó là sẽ tặng cho anh chị một lọ nhớt mới, tức là thay một lần nhớt mới trong xe rồi. Rồi anh chị đi mua tun và sau đó là sẽ tặng riêng cho các anh chị là một thùng nhớt để về anh chị em mình khi mà đi đợt nhớt đầu á, các anh chị thay nha anh chị. Đó, thay về cái nhớt đầu. Ở đây để tiếng máy của con GA03 anh chị. Con xe này cực kỳ mộc và cực kỳ chất nha anh chị. Chưa kịp dọn luôn nhưng mà hôm nay em bác lại em quay luôn đó, bởi vì hồ sơ nó xong rồi. Nói chung một con xe bọn em về không phải dọn, nói từ dọn thì nghe nó cũng thấy nó cũng ghê gớm quá, đao to vua lớn quá. Thực ra những con xe này về chỉ việc rửa thôi chứ chả làm gì anh chị, rửa đánh bóng mà thôi chứ chả làm gì hết đó. Một con xe mà mình vào mình nhìn thấy nó hơi dơ bẩn tí mình phải rửa, rửa cho sạch sẽ. Kể con xe để ở nhà bình thường mình cũng phải rửa, đi hàng ngày mình cũng phải rửa rửa sạch sẽ anh chị. Nó rửa xong rồi đánh bóng để đó chứ đâu có đi tới đâu anh chị. Nó thì thời gian vừa qua nhiều anh chị bảo là cái xe đắt với xe rẻ, thì thực ra là không có một cái định mức nào về những cái con xe cổ này hết cả. Ví dụ như con xe này bây giờ trên thị trường không có ai định mức là nó bao nhiêu hết á. Trong pháp luật hay là trong một cái chung nào đó, trong mình nói một cái chung nha anh chị, không có một cái định mức nào hết. Chúng em bán giá thì căn cứ theo cái tình hình, tình trạng của xe và giá thị trường lúc đó thôi nha anh chị. Đó. Bọn em làm thì làm sao mà để tối ưu nhất cho khách hàng thôi. Ví dụ như con xe này chúng em tốn rất nhiều phụ phí cửa hàng này nha anh chị. Đó, thứ nhất cửa hàng, rút hồ sơ nhập đi nhập lại nha anh chị. Rồi về bảo dưỡng xe đồ nữa, xong rồi bán xong rồi phải bảo hành cho các anh chị nữa. Bao rút nhưng phải đồng hành cùng các anh chị nhập nữa. Nếu mà nhập không được là hoàn tiền trả lại, lấy lại xe nha anh chị. Ví dụ như cái xe này em bán 300 triệu. Các anh chị cọc xong xuôi hết, trả tiền xong xuôi hết, em ký công chứng cho anh chị xong hết rồi đúng không? Nhưng mà xe này về các anh chị em ký hồ sơ công chứng, về các anh chị rút không được, rồi em hoàn lại tiền trả lại cho các anh chị. Phí vận chuyển đi lại là em sẽ lo. Còn cái con xe này thì em sẽ bao vận chuyển toàn quốc cho anh chị, chỉ trong vòng cỡ tầm từ đây ra ngoài Bắc tầm 3-4 ngày là xe tới. Trong đó là mất thời gian đi rút hồ sơ. Những cái con xe mà chưa có biển số này á, là hồ sơ đã rút về tay rồi. Như những con xe này là chỉ việc xuất hóa đơn ra để gửi về cho anh chị thôi. Đó, giấy số xuất hóa đơn thì trong vòng một nốt nhạc thôi. Nếu các chị muốn chuyển hỏa tốc nhanh hơn nữa thì em sẽ chuyển hỏa tốc, còn không bình thường tàu ra đến Hà Nội đó tầm 3 ngày thôi anh chị. Rất chi là nhanh, thời gian nó cũng không quá lâu đâu anh chị. Đó. Và đây là một con xe Dream nha anh chị. Con xe Dream này thì giấc mơ mà, gọi là giấc mơ đấy anh chị, giấc mơ xưa đấy. Xe Dream này cũng khá đẹp này. Em nổ máy cho anh chị xem nghe cái con xe này. Con xe này thì nó có cái bản trường đua nữa nha anh chị. Bản trường đua đó, xe này bây giờ em đang bán giá là 215 triệu này. Có những con xe không giấy nó trăm mấy triệu rồi bình thường anh chị, nhưng mà cái xe này có giấy, giấy hải quan sang tên toàn quốc nha anh chị. Đó. Xe hay là hết xăng rồi ta? Còi này nghẹn mũi rồi. Đó, con xe này đây nó có cái cụm đồng hồ là như thế này anh chị, có số tua số máy này. À, hết xăng rồi, chắc hết xăng rồi chị. Em chạy thử vòng thế nào. Cái này nó số kiểu như số móc này, quýt ship này anh chị. Đó, này quýt ship. Những cái xe mà hải quan này ít lắm nha anh chị. Hải quan này ít cực kỳ. Đó. Cái xe này á là cái đĩa. Xe này là hộp số là 5 cấp nha anh chị. Hộp số 5 cấp, một trước là 4 sau. Có hai thằng đĩa trước và sau đó. Hai thằng đĩa trước và sau thì từ những năm 1996, 95, 96, 97 thì những cái con xe này mà nó đã 98 đã có phanh đĩa trước sau, thì anh chị bảo là đúng là cái con xe này họ chỉ làm để mà sinh ra để đua thôi chứ làm gì đâu anh chị. Để đua là kỷ niệm chứ tính toán gì về tiền với những con xe này nữa. Xe này giờ đang giới hạn rồi anh chị. Bản mà để mua được những con xe này bây giờ chắc là cũng
khá là ít đấy nha chị. 215 triệu rin nguyên con như thế này thì khá là ít đó. Ừ. Anh chị thấy chưa? Rin đẹp không? Thế này thì hai bô nha anh chị. Hai bô hai máy 50cc đó. Đồng hồ đây, đây là cái đồng hồ của nó đây, đồng hồ hiện tốc độ. Đó, tốc độ. Và thêm nữa là vòng tua máy đây anh chị, nó vòng tua máy. Xe này khá đẹp đó. Dạ. Thì sau đây thì em sẽ báo sơ bộ lại giá cho các anh chị xem nhé. Cái con xe Dream 50, giấc mơ 50 này giá 215 triệu. Tất cả xe của bên em là bao cái con xe CD con xe Dream 50 này em bán giá là 215 triệu. Tất cả các xe của bên em bao là bao rút và đồng hành cùng các anh chị nhập. Nếu mà nhập không được thì chúng em sẽ hoàn lại tiền cho anh chị, hoàn lại tiền cho anh chị. Và đây thì là cái con xe là 230 triệu này. Con xe này là 255 triệu này. Con xe này thì là 480 triệu bao cả biển số, nếu không lấy biển số là 390 triệu đó. Còn cái con xe này thì là 280 triệu. Xe này em chưa dọn dẹp vệ sinh gì nha anh chị đó. Nếu mà các anh chị cần liên hệ về một giấc mơ hoàng tử đen, một thời kỷ niệm ngày xưa thì các anh chị liên hệ với em. Còn chơi cái xe cổ thì nó cũng vô vàn nha anh chị. Xe này, xe cổ này nó vô vàn lắm. Bởi vì em đã gặp nhiều anh ấy, anh bỏ ra có thể là mấy chục triệu mua một con xe cũng có, mấy trăm triệu mua một con xe cũng có, hơn 1 tỷ mua một con xe cũng có, 10 tỷ cũng có. Hoặc là những anh chị mà có một số anh đầu tư cả một cái kho xe cả mấy chục tỷ, cả trăm tỷ bình thường anh chị ạ. Như vậy là để định giá một con xe đắt hay rẻ thì nó phải dựa trên cái cơ sở thực tế nhất, căn bản là cái chất của con xe nó như thế nào thì mình mới định giá được nha anh chị. Còn đôi khi là qua hình ảnh này thì nó cũng không có thể hiện hết được, nó toát lên được cái vẻ đẹp của con xe. Thì nếu mà có cơ hội thì các anh chị liên hệ với em để đến cửa hàng để xem xe trực tiếp thì nó sẽ rõ hơn, để chúng ta được cảm nhận sâu sắc hơn về cái con xe chúng ta đang định chơi. Và khi mà chơi xe ta và hiểu được cái bản chất của nó thì thực ra nó không nghĩ đến giá nữa anh chị ạ. Nhưng anh mà anh ấy mua cái con xe này tầm 300-400 triệu, 400-500 triệu thì các anh ấy cũng đã mua được cái xe ô tô rồi, cái xe hơi rồi. Còn nếu như những anh mà cảm thấy mà chưa đủ đam mê hoặc không đam mê thì em nghĩ mấy trăm triệu đó chúng ta có thể sử dụng được một cái việc khác. Ví dụ như mua một cái xe ô tô mình phục vụ gia đình mình, chứ mua một cái xe máy thì chỉ phục vụ đơn giản bản thân cá nhân mình thì em thấy nó cũng không có hợp lý lắm. Nên vậy thành ra là dành cho những anh em nào đam mê và có tài chính thì em nghĩ chúng ta nên chơi. Còn tất cả chúng ta đều là chơi hết, cũng ai cũng chơi được hết đó. Không ai không chơi được hết đó nha. Em nói thế để một cái gì đó, để chúng ta đảm bảo về cái khoản chúng ta bỏ ra nó đảm bảo được, đảm bảo thôi như gì. Khoản chúng ta chơi đảm bảo chứ. Mình gồng gánh chơi một con xe quá thì nó cũng hơi là cực nha anh chị, hơi là cực. Và em quay clip đây thì nó cũng như là một cái món quà gửi đến cho anh chị. Và em cũng muốn học hỏi thêm về các anh, về các dòng xe cổ như các anh. Học hỏi thêm bởi vì em là cũng một trong những cái lớp trẻ mà để biết dành hết thì cũng chắc chắn là không thể biết hết rồi. Nhưng bảo không biết gì thì cũng không phải. Thật sự là em cũng hỏi không biết gì. Nhưng mà cái cốt lõi của em là muốn là để sao mà tạo được một cái sân chơi mà sau này giới trẻ để lưu giữ lại được những cái kỷ niệm đẹp của thời ông cha ta. Đây, đây là những cái kỷ niệm đẹp anh chị ạ. Mà bây giờ chúng em muốn làm cái công tác truyền thông, truyền đến cho mọi người, mong mọi người bình luận ở phía bên dưới. Nếu mà thấy hay hay không hay gì á thì mọi người bình luận cho em biết. Đó. Và ok thì clip của em đến đây là xin dừng. Em xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú và anh chị ở những clip sau ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.